Giá lương thực tăng và thị trường hàng hóa toàn cầu hỗn loạn đang góp phần làm giàu cho khối tài sản của gia đình tỷ phú đứng sau công ty có cấu trúc chặt chẽ nhất nước Mỹ. Ba thành viên nữa của gia tộc Cargill là anh em James Cargill, Austin Cargill và Marianne Liban. Mới đây đã vừa gia nhập hàng ngũ 500 người giàu nhất thế giới, nâng tổng số thành viên của gia tộc góp mặt trong danh sách này lên 5 người. Theo chỉ số tỷ phú Bloomberg giá trị tài sản của mỗi người lên tới 5,3 tỷ đô la Mỹ. Con số này đã tăng 20% trong năm nay. Trước đó, các thành viên trong gia tộc cũng lọt vào top 500 này, bao gồm có Pauline Kennard, cháu gái của người sáng lập William Wallace Cargill và bà Jolyn Mayer, với khối tài sản mỗi người trị giá 7,8 tỷ đô la Mỹ. Tài sản của tất cả những người này tiền để thêm tiền, chủ yếu là nhờ số cổ phần họ nắm giữ trong công ty chế biến thực phẩm có trụ sở tại Minnesota kể từ khi công ty được thành lập vào năm 1865 với một kho ngũ cốc duy nhất ở Conover, Iowa. Hơn 20 thành viên của gia tộc Cargill và Mark Milan đã nắm quyền kiểm soát 87% cổ phần của đế chế nông nghiệp này. Vào tháng 9 năm ngoái, thì Cargill xếp hạng thứ 11 trong danh sách các gia tộc giàu nhất thế giới của Bloomberg với tổng giá trị tài sản là 51 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm đó. Thời gian vừa qua, việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã khiến cho thị trường hàng hóa và thực phẩm toàn cầu phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Thêm vào đó là sản lượng thấp do hạn hán và các điều kiện thời tiết khác gây ra. Chỉ số giá lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc trong tháng 3 đã đạt mức cao kỷ lục và chưa có dấu hiệu phục hồi. Các công ty lớn đã được hưởng lợi từ sự thiếu hụt và biến động này, vào tháng 3, công ty nông nghiệp Louis Dreyfus cho biết rằng lợi nhuận của họ đã tăng 82% trong năm ngoái do biến động giá ngũ cốc và tỷ suất lợi nhuận cao của các loại hạt có dầu. Định giá của một số công ty thực phẩm lớn nhất tăng nhanh, trong đó có Archer Daniels Midland có trụ sở tại Illinois, đã tăng hơn 25% kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2. Cargill thường xuyên phải đối mặt với áp lực phải niêm yết, nhưng họ đã từ chối Lý do là làm như vậy sẽ khiến cho cấu trúc của gia tộc bị loãng và giảm giá trị cổ phần hàng năm của công ty. Các thành viên trong gia tộc thu về ước tính 17% lợi nhuận dòng mỗi năm dưới dạng cổ tức, mặc dù không phải tỷ lệ nắm giữ cổ phần của họ đều bằng nhau. Hiện tại đại gia đình Kagyu, Mark Milan đã tới đời thứ 7 bao gồm khoảng 125 người. Gregory Brausen Trưởng bộ phận giao dịch tài chính toàn cầu tại đơn vị quản lý rủi ro của Cargill cho biết, việc các doanh nghiệp trên thế giới tiếp tục rời khỏi Nga và có khả năng vẫn tiếp diễn, điều này sẽ buộc các thị trường phải tìm kiếm nguồn cung mới từ mọi thứ, từ ngũ cốc cho đến phân bón và nhiên liệu. Cargill hiện là công ty tư nhân lớn nhất tại Mỹ với 75 doanh nghiệp nhỏ cùng với 143.000 nhân viên làm việc tại khắp 76 quốc gia trên thế giới. Vào tháng 8, Cargill đã báo cáo khoản lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử của mình, lên tới doanh thu là 134,4 tỷ đô la Mỹ. Người đặt nền móng cho đế chế nông nghiệp này là William Wallace Cargill. Ông là con trai của một người Scotland nhập cư tới New York Mỹ. Có thể nói ông đã viết nên lịch sử khi chỉ khởi nghiệp từ một kho ngũ cốc nhỏ, không lên sàn chứng khoán và chỉ truyền lại cho người trong nhà. Gia tộc Cargill MacMillan không những thống lĩnh thị trường nông sản thực phẩm mà còn cả tài chính, công nghiệp và dịch vụ. Những hậu duệ của ông cũng quyết tâm duy trì Kawill với tư cách là một tập đoàn gia đình. Theo danh sách tỷ phú của Forbes, gia tộc Kawill hiện đã có tới 14 tỷ phú, con số này nhiều hơn bất kỳ gia tộc nào trên thế giới. Để dễ hình dung, nếu Kawill là một quốc gia thì số lượng tỷ phú sẽ ngang bằng với Thụy Điển hoặc là Israel.